không à, đấy đấy đoàn đoàn đấy, đoàn đoàn làm bá gì đấy, ngà bá bảo thành. Vâng, hiện tại đoàn đầu tiên chúng tôi đã đi đến đoàn ngà bá bảo thành. Và đoàn bảo tinh cách giáo sứ Bảo Nhám khoảng chừng 2 km nữa. Vâng, đây là những con bò đầu tiên mà chúng tôi đã thấy. Hả? Đây là những người công an mặc thường phục để theo dõi chúng tôi. Đó. Những người bậc tuổi cha tuổi chú, nhưng mà họ lại an phận với những đồng lương rẻ mạt của Đảng và Nhà nước và bán rẻ dân tộc. Chúng tôi đã thấy một chiếc xe máy 39640 ấy. Chúng tôi đã đến ngã ba Chợ Bồng. Và chỉ cách giáo sứ Bảo Nhám khoảng chừng gần 2 km nữa. Cái. Đây, và đây một chiếc xe nữa 00672 37A00672 là một chiếc xe chở đầy những
À, Ninh Chim. Vâng, bà con có thể thấy đây là biển số xe 37A00672. Và khi đấy thì chúng tôi không thể biết được những người nào là An Ninh Chim, những người nào là những người giáo dân. Mong cộng đồng mạng hãy chia sẻ và ủng hộ. Chào Trần Nguyệt nha. Anh Thống à, tại vì ở nhà cho lành, ở nhà làm ăn bắt nuôi vợ nuôi con đi. Tập hợp. Nếu như những bạn dư luận viên nào nó bảo là chỉ có những trẻ em biểu tình thì hãy nhìn đây, đấy là những người mẹ, những người bố, những người ba, những người chị, những người chú. Họ sẵn sàng xuống đường để vì tương lai của con cháu chúng ta. Đã có rất nhiều những An Ninh Chim, những An Ninh Thương Phục. Nếu như các bạn dư luận viên, các bạn bắt đầu nói rằng chỉ có trẻ em biểu tình, hãy nhìn đấy là những người ông, những người chú, những người ba, những người mẹ, những người chị sẵn sàng xuống đường để bảo vệ cho tương lai con cháu chúng ta. Đấy, rất đông, không chỉ là trẻ con đâu nha. Đã xuất hiện nhãn nhàn những thanh niên, những An Ninh Chim, những An Ninh Nổi. Chúng tôi đã xuất hiện nhãn nhãn những thanh niên An Ninh Chim và An Ninh Nổi. Nếu như các bạn dư luận viên nào mà nói rằng chỉ có các trẻ em thiếu nhi biểu tình, hãy nhìn xem đây là những người ông, người chú, những người bố, những người dì, những người mẹ sẵn sàng xuống đường vì con cháu chúng ta.
đấy là một thanh niên. À, thấy à, mọi người thấy chưa? Ở xanh đấy. Vâng, chào Thuật Nguyên, một con bộ đội dư luận viên. Avatar là cơ thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bộ lộc luôn. Chào Mimi, mình là block hết rồi ạ. Mình nhìn xem, đây là một thằng ăn đánh chim. Nó đang quay cho chúng tôi. Mang biển kiểm soát 37B1964. Đây, đây là một anh chim. Mọi người nhìn xem, đây là một anh chim. Và sau cuộc biểu tình này, mong mọi người hãy chia sẻ. Có thể tôi sẽ bị mất tích hay bị bắt cóc. Chỉ có những anh chim của Cộng sản là hành động mà thôi. Đây, đây là những anh chim đây. Đói. Và chúng tôi đang trên đường tiến vào nhà thờ giáo xứ Bảo Nham.
Vâng, để chuẩn bị bước vào thánh lễ thì mình xin được phép kết thúc video livestream ở đây. Và tình hình như thế nào thì mình sẽ livestream tiếp và mong cộng đồng mạng và mọi người chia sẻ. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong vài phút sắp tới. Cười gì đâu đấy? À, ai đưa đó? Về dọn đường. Ờ, họ dọn đường đi dọn. Đấy. Ê. Phải tính thà, phải tính thà. Ê. Dọn đi. Đâu, từ đấy đi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi làm công việc thì làm. Chụp mấy cái hình ra. Việc ai lại làm nhá. Công việc sạch sẽ cho sạch sẽ vô tôi nhá. Nói cái xe nó nép đường cho người ta đi thôi. Nép nép cái đường đây. Đi bộ không? Thank you.